Em tên là Chí Bảo. Em hiện nay là năm nay em 28 tuổi. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị giới thiệu về bản thân cho khán giả biết nhé. Trương Thanh Đài, mẹ của Chí Bảo. Thế thì cho anh hỏi Bảo đi nhé. Quay trở về tuổi thơ của Bảo thì em phát hiện ra bản thân của mình đặc biệt từ lâu chưa? Tầm khoảng cỡ 3 đến 4 tuổi. Thì em biết là mọi người có nhớ hay không, nhưng đối với em là em nhớ như in là cái năm 3 đến 4 tuổi là em biết em là không có được như là mạnh mẽ như là một người con trai rồi đó. Là lúc đó là mỗi lần mà buổi trưa đó là em lấy cái áo dài của bà ngoại em, áo dài trắng. Em đang làm số đồng, em bận em múa, em quay mua quay cuồng như này. Cái bà ở trong nhà bây giờ em ra mà tưởng em nữa là ma. Tôi tưởng là ma bắt đầu, bà bây giờ mới nói là trời thằng Bảo nó bị ma nhập hay sao vậy mà nó muốn vào đồng. Đó, thì là em thích là mặc áo đồng. Thì bà ngoại em rất là, lúc đó là rất là chiều em. Thì thường hay là xin cái nhà hàng xóm áo đồng để cho em mặc. Trời đó. Thì lúc đó thì là mẹ em bắt đầu là kiểu như là không thích rồi đó. Mới đem nó nhúng sình dục. Cái kiểu này thì nó hơi tế nhị chút xíu. Có nghĩa là em, ở gần nhà em có một cái anh đó, anh lớn hơn em tầm khoảng 10 tuổi. Kế bên hông nhà em là một cái, có một cái nhà hoang. Thì anh đó mới dắt em vô cái nhà hoang đó. Thì bắt đầu là anh mới chỉ em là cách kiểu như là cách để em nói nôm na coi như là đâm mấy ớt đi, kiểu như vậy đó. Thì anh chỉ cho em. Thì em rất là đau. Cái anh đó sao mày, anh nói em là mày ngu vậy, tao chỉ cho. Thì anh đó mới làm một cái hành động đó đó. Các em nhìn em thấy, em thấy cũng tò mò và cũng thích. Thì là em cũng thích, có nghĩa là em thấy ôi ôi sao mà nó đã dữ vậy, kiểu là như vậy. Thì cái người gọi là cái dính tính mình là như vậy thôi, nhưng mà chưa có ai gọi là để cho mình biết là rõ ràng về cái tính nó là như thế nào. Anh xin lỗi nha, cái đó là một cái dạng là mình đã hơi bị quấy rối tình dục từ hồi nhỏ. Dạ đúng rồi. Và câu chuyện của anh y như của em. Giống em luôn. Y chang không khác gì, nó giống tầm 98%. Sau đấy em có bị sợ không hay là? Không, em thích anh. Vậy hả? Sao anh sợ? Sau đó anh rất là sợ. Tại lúc anh còn nhỏ. Không, tại vì cái anh đó sau khi làm xong á, anh ấy nói là cái này không có ai được biết nha, tại vì bố mẹ mà biết á là bố mẹ sẽ đánh. Nên anh nghĩ là anh mới làm một cái tội lỗi gì đó, chứ anh không hề biết anh là nạn nhân. Y như câu chuyện của em luôn, y như thế luôn á. Dạ. Mà anh không có giống như em là em thấy thích thôi. Dạ. Là sau đó em có tìm lại anh đó nữa không? Dạ không, tại anh nó bị lé, anh ấy ghê quá. Ui. Thì cô ơi, cho con hỏi là khi mà từ nhỏ ấy, cô biết là Bảo thích mặc váy trẻ, mặc váy con gái này, xong rồi không có được mạnh mẽ, thì cái cảm xúc của cô như thế nào? Nói chung là cũng buồn lắm, nhưng mà thôi thì ông trời mà ông sinh mình sinh con, ông trời sinh tánh đâu có biết được đâu. Thì thôi con nó vậy cũng chấp nhận, sao giờ. Em biết cái nỗi buồn đó rồi mà, em hỏi cụ thể á, là chị suy nghĩ đến cái gì mà chị buồn á, có nghĩa là cái nỗi lo đó là cái gì á? Nỗi lo hả? Nó lo thì con nó không có bạn gái rồi, nó sao nó quen như vậy rồi, sao không có vợ rồi, không có vợ con rồi, nghĩ sau này rồi sao, mà cũng buồn, nó con lớn nữa. Cho nên mình phải buồn đi, nhưng mà giờ cái nó lộ ra rồi thì thôi chấp nhận thôi. Giờ nó lộ một cái nó kín đỡ chị phải ha. Chấp nhận thôi chứ giờ sao giờ. Em biết tại sao anh hỏi em, tại vì em vẫn thấy làm chương trình á sẽ có những cái xung đột giữa phụ huynh và con cái. Đó là lý do là mọi người chưa hề hiểu nhau á, là phụ huynh sẽ có những cái nỗi lo mà không nói. Con cái muốn giải thích nhưng không biết giải thích từ đâu, đâm ra là sẽ có những cái xung đột chỉ vì mình không có đối thoại và không tìm hiểu lý do. Cũng có nó nói, nhưng mà chị thì nghĩ là con nó nói là giờ nó đã như vậy rồi thì đâu thay đổi được đâu. Thì thôi phải chấp nhận chứ không có làm khó với con. Cái đó trời cho chị. Đúng mình, rồi mình không thì mình sinh con được. Trời sinh tánh mà đâu có nghĩ được là giấy đâu, đâu có sanh được cái nó đâu. Nhưng mà cho em hỏi là em tin chắc là chị đã phải rất khó khăn để chấp nhận Bảo, chấp nhận giới tính của Bảo. Thì cái động lực ở đâu mà chị có thể can đảm để chấp nhận cái điều đó? Thì đã nói là mình đã chấp nhận thì con mình nó phải từ hồi nhỏ nó đã như vậy rồi. Cứ người ta đám cưới là chạy không lại gì, cái là dở đầm của người cô dâu lên coi, cứ thích coi đầm bạn đồm rồi cô mê. Nói gì cái đầm. Là nó phát sinh từ hồi nhỏ rồi. Yeah. Là đầm bà ngoại đem về là chị là cứ đem xuống nhận sình, không có cho nó bận, nó cứ lấy nó bận. Đó là một cái hành động mà chị thực sự là lúc đó là chị đang tức giận về cái sự mà khác biệt của con mình. Đúng rồi. Vậy thì chị đã có cái hành động ngăn cản rồi, tuy nhiên là sau đây chị đã chấp nhận. Như thì cái có một cái gì đó làm chị thay đổi, ví dụ là có người ngoài nói vào hay là chị không, nhìn không ra không có ai nói hết, nói chung là mình cũng không có khó khăn. Là vì tình thương của chị dành cho bạn. Đúng rồi, tình thương mình dành con nó chọn, nó lớn thì nó sẽ tự chọn chứ mình đâu có ấy được đâu. Yeah. Thì nó bây giờ nó tâm sự rồi, con vậy á. Thì thôi giờ chấp nhận luôn.
chứ không có để mà con nó sống theo cái cuộc sống của nó đâu, sống theo mình được đâu. Chị cho em hỏi cái này rất là thật lòng nhá, là chị đồng ý hết 100% không, hay là chị đồng ý 80% còn 20 chị vẫn mong đợi là một ngày Bảo sẽ quay đầu sẽ... Không, chị không có mong đợi vậy, nó là con nó như vậy thì không thì chấp nhận thôi, chứ không có lòng khó con. Rồi cho anh hỏi là cái quá trình bước vào cuộc sống của em á, nó khá là táo bạo, anh dùng cái từ đấy, thì có bao giờ em gặp những cái trải nghiệm mà nó hơi kỳ quặc không? Trải nghiệm cụ thể là sao? Là ví dụ như là em gặp những người kỳ quặc, họ đưa cho em những cái trải nghiệm không tốt, hoặc là em gặp nguy hiểm chẳng hạn, tại vì có nhiều lắm, tại vì đúng không, trải nghiệm rất của em nó cực kỳ mạo hiểm, có thể nó là những cái cám dỗ ấy. Bảo có trải qua? Dạ có, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị hai câu chuyện vui thôi, nhưng mà cũng là một cái bài học cho chắc cũng cho nhiều bạn lắm. Thì năm em khoảng cỡ 18-19 tuổi, thì lúc đó em lên Sài Gòn em làm, thì lúc đó là em làm những cái công việc giống như là đi chạy bàn hay là công việc phục vụ vậy thôi, thì lương cũng cặp ba đồng, khoảng cỡ 3 triệu một tháng à. Thì nó đối với lại là cái mức lương đó thì ở Sài Gòn là không có đủ trang trải. Thì lúc đó là em mới coi ở trên mạng là em thấy nhiều người đẹp quá, sao cặp đại gia dữ hai dưới trời. Mà lúc đó em cũng tự tin dữ lắm nha, em nói trời em cũng đẹp, cũng ngang ngưỡng Ngọc Trinh rồi vậy đó. Mà lúc đó em biết không, em có một cái clip cũng triệu view ở trên TikTok á, là em có so sánh hình hồi xưa với lại hiện tại. Thì hồi xưa là em để tóc dài, lúc mà em nghỉ học bắt đầu em để tóc dài luôn, tóc dài ngang vai vậy nè. Em để mái ngố một cái kiểu rồi đó, giống như con gái luôn vậy đó. Thì lúc đó là em rất là tự tin, em nói là em rất là đẹp cỡ Ngọc Trinh vậy đó. Thì em nói là mình phải cặp đại gia để mình đổi đời. Thì lúc đó là ngoài buổi sáng ra em đi làm phục vụ, thì buổi chiều ra về em nói là chưa có những cái ứng dụng như bây giờ nha, thì chỉ là Zalo quét gần đây thôi. Thì em mới lên Zalo để em tìm bạn vậy đó, thì tìm đại gia, đi săn đại gia vậy đó. Thì lần đầu tiên là ở một cái mức độ nhẹ thôi, là em săn trúng cái anh đó. Thì anh nói với em là ảnh ở quận 8, ảnh làm quản lý nhà hàng đó, thì là cũng muốn hẹn hò em tối nay là đi ăn ốc, là chở em qua bên kia. Thì em cũng đồng ý, cũng ok. Thì ở trên hình ảnh là một cái hình rất là lung linh, rất là đẹp trai, 29 tuổi. Thì ra ngoài thì em hơi bỡ ngỡ, thì không phải là 29 tuổi mà 92 tuổi, già dữ lắm, ghê lắm đó. Mà đi tới bắt đầu đeo khẩu trang thì em cũng không có để ý, là tại vì đồng tiền là mờ mắt em rồi. Nói là ông hứa em cho em 2 triệu mỗi tháng để coi như là sinh hoạt. Bắt đầu là em mê dữ lắm. Bây giờ gọi là sugar baby đó. Sugar baby hả? Dạ. Bắt đầu là cũng chở em đi qua bên quận 8, trong một cái hẻm nào đó rất là ngoằn ngoèo, em không biết chưa đường nào hết trơn á. Thì bắt đầu là cũng kêu ốc nè, cũng kêu bia cho em uống, mà em không biết uống bia, em chỉ biết ăn thôi. Thì cũng nài nỉ em hoài, kêu là uống bia với anh đi. Đó thì em bây giờ đi theo ăn rồi thôi, uống cũng kỳ, kệ nhấp miếng. Mà uống chút hồi xỉn, cái nhức đầu rồi. Cái đầu ông thấy em kiểu như là xỉn xỉn rồi đó, ông mới gợi ý, ông mới nói là thôi giờ ha, anh muốn khách sạn cho em ngủ nha, rồi anh ngủ ở dưới, em ngủ ở trên, anh không làm gì đâu, rồi chắc tôi ngu. Nhưng mà cũng đi đúng không? Dạ không đi anh, tại ông quá xấu em đi, thì đẹp trai lại khác rồi. Đẹp trai lại khác rồi. Già quá xấu quá không chịu, đẹp trai lại khác. Đó, thì bắt đầu mới là em không chịu, nó thôi anh ơi em không được, em không chịu. Cái xong cái năn nỉ hoài, cái không chịu, cái bắt đầu cái bỏ em đi về, tính tiền, hên tính tiền nha. Đi về rồi cho em đi bộ về. Em đã kêu thằng người yêu cũ ở bên quận tư qua rước em về nhà trọ. Đó là một cái lần gọi là nhẹ thôi. Bắt đầu là em chưa bỏ ý định nha, bắt đầu là một cái lần sau là nó nặng đô hơn. Là cũng trong một cái chiều mưa tầm tã đó, bắt đầu là em cũng quét cho một cái anh kia, cũng là 29 tuổi, rất là đẹp trai như Hàn Quốc luôn. Đó, cái hẹn cũng hẹn là anh ở gần đây, anh sẽ tới rước em, anh đi xe hơi đàng hoàng nha. Rồi nghe xe hơi là em mê rồi, xe hơi là khoái rồi. Bắt đầu bước xe hơi tới trước thiệt nha. Nhưng mà trời mưa lớn lắm, lúc đó là em không có dám gọi là bước ra, tại mưa nó rất là lớn, sợ ướt đồ. Thì anh mới nói là em cứ bước ra đi, rồi leo lên xe anh chở về. Nhưng mà trong cái linh tính của em á, bắt đầu là em cảm thấy sợ rồi. Chứ phải thứ sáu thì sao đó. Em mới nói là dặn mấy đứa mà ở làm chung với em, mới nói là ê tụi bay nhìn cái biển số xe nha, ngày mai tao không có đi làm, báo công an cho tao. Thì cũng đã có linh tính rồi, không tốt rồi. Bắt đầu là em mới bắt đầu là xe tới, anh thấy xe hơi đúng rồi, cái đó là em chạy dù ra, em mở cửa em phóng lên. Cái vừa phóng là cái là em tá quả trời đất ơi, con quỷ hết hồn hết vía. Cái Zalo để 29 tuổi đang ngoài mày 92 tuổi, mà cái mặt nó trộn đáp đen nắm đỏ, mình mụn chiến cúc bự bên lớn vậy nè, bự vậy nè, cái mặt đường vậy đó. Thôi bảo em sợ quá, nhưng mà lấy bình tĩnh, vì tiền anh thấy xe hơi cũng khoái đó. Bắt đầu cũng ngồi cái cũng nghe cho bà hỏi nè, anh ở đâu, anh tên gì vậy đó, kiểu như là ông này ông biết cái địa hình ở khu em ở hay sao đó. Bắt đầu là ông cũng chở em tới cái hẻm đó. Thì cái chỗ em ở là nó có hai đầu hẻm vắng với đầu hẻm đông,
thì đầu hẻm đông ông không thả em xuống, nói là để anh chở em xuống cái đầu hẻm dưới kia đi, nó gần hơn. Rồi cũng chở xuống dưới kia, cái vừa chở xuống xong cái nhà cái nói bấm cái chốt cái cửa xe hơi lại, hay vậy là cái em ngồi cái ghế sau, ông ngồi cái ghế lăn, cái ghế đằng trước, ông chườm ra, ông chườm ra cái em thấy tim đập bịch rồi, em hết hồn rồi, tim đập bịch như nè. Cái đầu tiên cái chườm ra làm sao, cái ôm kẹp cái đầu em, kẹp mà cứ đẩy ra, đầu em xuống hoài luôn, đây cái đẩy nè, đẩy nè, em không có chịu, tại sao em xấu quá, ghê quá, không chịu, cái đẩy xuống vậy đó, cái xong rồi cái em cứ kháng cự lại, em nói là không, không, cái ba cứ ngồi cái ôm cái cặp cổ em, cứ cơm ôm đẩy như mà có nhạc du dương ở đâu nó cứ đu đưa như nè, giống như Titanic vậy đó. Trời ơi, thấy thấy nổi da gà luôn. Cái xong cái hồi đó ba gợi ý, nó nói thôi giờ em giúp anh đi, giúp anh đi, anh gì hiểu không, giúp anh đi, cái em thấy mặt mày ghê quá, em đâu có chuyện mà đẹp trai là khác rồi nha, đẹp trai là chịu liền, nhưng anh Tân là em chịu rồi đó, gớm muốn chết luôn, trời sợ quá. Em bắt đầu em không chịu, nói hồi nãy em bình tĩnh, em nói thôi anh ơi, em anh làm vậy là muốn em sợ, em không dám đi chơi chung với anh nữa. Cây cứ nó cứ kỳ kèo hoài vậy. Em nói chết cha rồi, chống là một hồi nó giết, nên thôi giờ chiều nó đi bằng cách là mình nhẹ nhàng hơn. Cái đầu em cho nó 30 giây rồi xong nó mở cửa nó cho em đi, em giờ cái em sợ, em không có kinh nghiệm chứ em sợ bị cái gì, em lấy viêm nó dính vô tay của em á, em giờ em lấy viêm bồn cầu, em lấy ô mô, em chà, trời ơi em sợ, em phải tâm sinh lý của em bất ổn luôn, em sợ tới bây giờ nữa, em bỏ ý định đó luôn. Sau cái thời gian mà em từ Sài Gòn về, lúc đó là đang ý định cặp đi ra đi, thì lúc đó cũng quen với một cái bạn ở quận 4, thì cái bạn đó cũng gọi là mối tình gọi là khắc cốt ghi tâm đó, có nghĩa là thương dữ lắm, là lúc đó là cũng mê trai đó, thì cũng là dọn ra ở riêng ở bên Thủ Đức á, thì đi làm công ty thì cũng làm tháng có 3-3.5 triệu chứ nhiêu, kéo nó qua cái lo nhà trọ ăn uống các kiểu luôn, mà em nói phải chi cái thằng đó nó tốt lành không sao nha, kéo nó về nó ăn cái sáng á, mình đi làm ở nhà cái nó chơi với thằng khác, nó quá sung đi như là một con trâu nước vậy đó. Còn em thì em ốm nhơ, mà muốn em có 42-43 kg à đó, mà em gầy yếu lắm, mà tuần lễ nó hành em đủ 7 ngày, sáng đêm em nói như một con ma cây luôn. Vậy đó là mối tình đầu của Bảo hả? Mối tình thứ mấy rồi cũng không biết nữa. Mối tình đầu là cái mối tình khác nữa. Vậy thì xưa giờ là có bao nhiêu mối tình rồi, Bảo có nhớ không? Nhiều quá, không nhớ. Sao nhớ được? Chị ơi, cảm xúc của chị sau khi nghe những cái trải nghiệm của Bảo hả? Nói chung mà mình nghe vậy mình cũng xót con, nhưng mà giờ nó vậy rồi sao giờ mà mình khuyên nó đâu có được đâu. Tại vì em thấy Bảo hay tự quăng mình vô những cái trải nghiệm rất là rủi ro á chị, nghĩa là nó mạo hiểm vô cùng luôn. Mà kiểu bạn này lì ghê. Nó làm cái gì đâu cho mình biết đâu, chứ đâu có ai muốn con mình như vậy. Không, nhưng mà em thấy thì Bảo cũng rất là nhạy bén, với lại cũng có linh hoạt, có tính linh hoạt trong mọi trường hợp nha. Khi mà em là một đứa bé, một người nhỏ, anh nghĩ là mình phải so sánh với những người lớn, như những người mà Bảo từng tiếp xúc á, họ hơn mình nhiều cái đầu lắm. Mà nếu như mà họ thật sự có ác tâm á, thì mình không biết được họ có thể làm cái gì đâu. Em thấy trước mặt mình là một Bảo rất là đẹp trai, rất là sáng sủa luôn, như là một cả một quá trình thay đổi. Dạ đúng rồi. Thì có động lực nào không? Động lực nào? Thì em nói là kể một câu chuyện, mà cái một cái quá trình là một câu chuyện dài đó. Tức là hồi nãy hai câu hỏi mà nãy giờ Bolo đặt cho Bảo ấy, là động lực để thay đổi từ cái tư duy, từ một người muốn nhờ được, người khác để trở thành một người tự lực. Thì cơ duyên nó tới nữa, bắt đầu là về dưới quê, bắt đầu là tập gym. Cũng đó là đi tập gym để biết tâm, là để là đẹp lên, bắt đầu là để trả thù cái thằng kia, chứ lại là để gọi là mình thay đổi bản thân mình để cho mình mạnh mẽ hơn. Thì đi tập gym được mấy ngày, bắt đầu là có địa được cái anh trong đó đẹp trai. Cái anh đó cũng hả địa mình luôn. Bắt đầu là hai đứa quen nhau. Thì hai đứa bắt đầu là khởi nghiệp, cứ như là em đi làm công ty, bạn đó bắt đầu là đi học nghề về gọi là salon làm tóc rồi đó. Thì cũng có hứa hẹn là sau này là mở ra thì hai đứa sẽ làm chung. Thì cũng có hứa hẹn như vậy, thì quen nhau tầm khoảng được khoảng khoa cỡ 5 tháng thì mọi cái sinh hoạt quan hệ hai người bình thường. Đến một ngày em cảm thấy cơ thể của mình nó bất thường, có nghĩa là cái bộ phận sinh dục của em ở phần dưới, không phải là cái ở trên nha, rất là ngứa. Mà nó nổi là một cái cục giống như là cái cục thẹo vậy đó. Bắt đầu em á là một con người rất là rắn mắt. Em nghĩ là chắc là do hai con người nó quan hệ thì nó bị gọi là rách, rồi nó sẽ làm được một cái thẹo. Thì bắt đầu là em cảm thấy ngứa quá, em bắt đầu em rắn mắt, em lấy cây kéo bấm chỉ á, em bấm cái cục đó đứt luôn. Trời ơi. Ouch. Đó, thì máu nó bắt đầu nó chảy ra. Thì em cũng vệ sinh, em chùi rửa gì đó thì các kiểu. Nhưng mà đau lắm rồi em. Ngứa quá chịu nổi, em phải cắt thôi. Ngứa quá.
Nhưng lúc đó có đau, lúc cắt có đau, chảy máu nhiều. Ôi, chị ơi, con trai chị. Thật sự là nãy giờ Bảo là một người rất là gan dạ luôn á. Em lì cho nên lì đó. Lì đó. Lì lợ. Em không dám nói cái từ đó nữa. Tức là em ngứa quá rồi em phải cắt nó đi. Bắt đầu nó chảy máu ra. Thì tổng cộng khoảng một tuần lễ sau, bắt đầu nó lan ra những cái mục gọi là mục li ti khắp cái vùng đó luôn. Thì bắt đầu là em mới hoang mang. Em mới lên mạng em tìm hiểu. Em tìm hiểu ra thì nó là một cái căn bệnh gọi là qua đường xui màu gà. Đúng rồi. Đó thì em với bạn kia cũng hợp viện là không biết gì hết, cũng là thì đi xét nghiệm ra đi thì bạn kia là không có bị. Ủa? Cái bạn mà em trực tiếp á, nên là hiện tại là không có bị. Cái bạn này là em biết cái nguyên nhân là từ cái bạn cũ, từ bạn cũng hay đi tầm bạn với bả. Đó. Thì bắt đầu là em suy sụp tinh thần, em khóc quá trời em khóc. Đó thì ở nhà lúc đó cũng rất là nghèo, không có tiền gì hết. Thì mới điện thoại về cho mẹ để vay đi vay tiền để đi cắt những cái sùi đó đi. Đó thì bác sĩ bắt đầu đánh tâm lý, nó không cắt là chết nha. Ngày khi nó làm tâm lý cho mình sợ, mới đi điều trị nhưng mà không có kết quả, nó không có hết. Nó không có hết, bắt đầu là cũng được một cái gọi là cái cơ duyên đi. Chị hiểu cho em một cái bác sĩ ở bên đường Nguyễn Chí Thanh. Thì bác sĩ đó là trong chuyên khoa khoa nam ở bên điều trị bệnh dân luôn. Bác mở phòng tư thì qua bác điều trị cho em tầm khoảng cỡ chưa tới 10 triệu là nó dứt hẳn luôn, tới bây giờ là cũng lâu rồi đó. Bạn đó vẫn gọi là yêu thương em, vẫn chiều chuộng em. Thì có hứa hẹn là khi nào mà em hết bệnh rồi thì cho bạn đó quan hệ lại. Thì em cũng ok. 2-3 tháng sau vậy đó thì nó cũng có là nó hơi lành lại rồi. Thì cũng có thử lại mà đau quá. Giống như là em tưởng tượng như là ngàn dây thần kinh nó đứt trên đầu em cảm nhận được nó kêu luôn á. Em vừa một cái này một cái thông gần lại. Thì đỉnh điểm là khi cái bạn đó, em nhớ là 9 tháng nha, bây giờ 9 tháng bạn đó học thành tài rồi, ra được cái nghề, mở được một cái tiệm rồi, rất là đắt. Em nhớ là làm được 2 tuần lễ. Là trước cái đêm đó là tụi em có xích mích, giận hờn vu vơ thôi, như bình thường thôi. Nhưng mà hôm đó coi như em buồn quá, em có tâm sự với lại một cái người làm chung với lại thợ phụ ở ngay cái tiệm á, là em nói á, cái bạn này sao, cái anh này sao mà khó với em quá. Bây giờ là chắc em trúng tỷ số, em nói chơi thôi, trúng tỷ số 2 tỷ đi, em cho bác ở nhà đi, em ở nhà rồi em ra em làm. Thì không biết là ngay camera hay là do chị đã học lại cái gì đó. Thì qua ngày hôm sau, hôm đó là em giận bạn đó nha, em đi về nhà em ngủ. Thì hôm sau em ra ngoài tiệm em làm lại. Thì em ra em làm thì em thấy cái thùng đồ nghề của em á, nó nằm ở trước ghế đá, cái cửa tiệm. Em thắc mắc là ủa sao kỳ ta, đồ nghề sao để ở đây. Cái em vừa bước vô thì bạn nó vừa bước ra, bạn nói với em một câu là bây giờ anh cảm thấy á, anh với em không còn hợp nhau nữa, bây giờ em giao em đi đi, em làm gì em làm đi, bây giờ anh không có chấp nhận là em làm chung với anh nữa. Em cũng không biết lý do là tại sao, em đứng như trời trồng vậy đó, em khóc như một con chó chù, em khóc trời ơi, em khóc sướt mướt luôn. Em đứng như vậy em năn nỉ, cái xong mà cái mẹ mang ra, mẹ mang chửi em, chửi tới không nói một câu em không bao giờ em quên nha, không có nặng đâu nhưng mà nói em thấm. Tao nói mày sao mày lì vậy, mày không có lòng tự trọng. Em nghe vậy đó em bắt đầu là em mới tự ái, em bỏ em về, em bỏ em về. Và xong em mới cứ khóc hoài, em cứ trằn trọc hoài, em cứ nghĩa là vẫn còn một cái gọi là cái hy vọng để người đó quay lại với em á. Thì em còn thương người đó lắm, em dồn hết cái tâm tư, những cái tình cảm của em, những cái điểm tựa của em vào người đó luôn. Em quyết tâm là em lên Sài Gòn để em quên đi cái người này. Em biết được thông tin đó là 2 tuần sau bạn này có người yêu mới. Đó, bắt đầu là em càng đau, em càng đau đớn, gục ngã thêm nữa. Thì lúc đó bắt đầu là suy nghĩ, bây giờ mình phải cho mình cứng hơn. Cách nào đi tập gym, đi tập cho người nó bự lên. Cho em hỏi chị là sau khi nghe tình trường rực rỡ của Bảo, chị có cảm nhận như thế nào ạ? Mình thấy cũng buồn chứ, nhưng mà con nó đâu có chia sẻ mình những cái chuyện đó đâu. Những chuyện gì nó có chia sẻ. Lúc nó bệnh đó là kêu mày đưa cho mẹ coi, nó mắc cỡ nó không đưa, nó nói là có một mũ không, nó chụp hình nó cho coi rồi nó để ngày mai mẹ dắt đi bệnh viện khám. Rồi xong nó này ba con được mình với bạn con, nó đi xách tay nó đi đó, đi xong đang đi làm vừa về bắt cơm, điện về nó mẹ ơi con bị mổ rồi mẹ lên mẹ đóng tiền viện. Lúc đó là lúc đi làm về là tôi đâu có ấy đâu, rồi không tiền phải đi mượn tiền, hỏi mổ bao nhiêu thì nó mười mấy triệu. Thì lúc đó đi làm là chưa có tiền. Ủa là bảo mổ một cái gì? Nó đã đi bệnh viện cái ấy, nó đốt, nó đâu có mổ đốt, đâu. Nó đốt mà. Nhưng mà nó nói là mổ. Nó điện về nó mổ. Trời ơi, nó dụ em á, lấy ông chích vô, ông chích em. Chích em nhảy dựng luôn. Đau lắm, ông chích to đúng không? Em nhớ anh nói là em là người có như là chắc gọi là người nam đầu tiên xài băng vệ sinh ha, trong vòng ha 1 năm trời.
Em đeo như phụ nữ vậy đó. Sao vậy em? Nó chảy máu. Một năm trời hả? Nó cái vết thương ra nó là cái vết thương kính, nó rất là khó lành. Coi khi mà cảm giác của cô mà lần đầu tiên mà nhận được điện thoại của Bảo gọi về là con đang bị như vậy, mi như vậy vậy thì cô cũng khóc. Cô sợ khóc con mình bị cái gì đó rồi khóc. Chứ đâu có biết cái gì đâu. Rồi bắt đầu mới chạy xe lên thì kêu nhỏ em chở qua, chứ tôi ở chứ quê đâu biết ở bệnh viện chỗ nào không biết. Rồi mà gì nó mới nói giờ là vô hỏi bác sĩ của nó là nó bệnh gì. Rồi điều trị là bao nhiêu tiền, là bao nhiêu lâu. Thì bác sĩ nói là điều trị cỡ nửa tháng, một ngày như vậy là đốt như vậy là một triệu mấy, 2 triệu. Thì lúc đó tôi mới nói là tôi đi làm nông đâu có nhiêu tiền, thì thôi giờ cho tôi rút hồ sơ về tôi đi bệnh viện để mà tôi trị cho nó. Tôi mới phải dắt vào bệnh viện khác về tôi mới mua rồi ấy cho nó ấy, đừng nó bị lây, giặt nước sôi. À phải giặt nước sôi không? Thì cái máu nó lây ra đúng không? Đúng rồi, bác sĩ nó lây mà, cho nên là tôi phải kỹ. Về là phải mua co test gì cho nó xài với đồng bài á. Rồi cả một quãng thời gian dài như vậy á, có bao giờ chị đổ lỗi cho cái việc là tại vì con là cái giới tính như vậy nên nó mới như vậy không chị? Nghe bác sĩ nói như vậy thôi, con mình bệnh phải lo. Ở dưới quê đồng mà chị đâu có biết cái bệnh là bệnh gì đâu. Sau này mới tìm hiểu mới biết thôi. Bảo ơi, vậy thì khi mà thấy mẹ mà kiểu cũng có những cái hy sinh mà cực khổ cho mình vậy, cảm xúc của Bảo là sao? Thì lúc đó cũng thương lắm. Nhưng mà không biết giờ bày tỏ bằng cách nào bây giờ. Vậy cho tiền mà nó có tiền đâu cho. Nãy giờ ôm nó hơn con hương mẹ thì nó cũng dư thừa. Tại vì Bolo thấy là cô thì rất là thương Bảo, cũng rất là lo lắng cho Bảo. Còn Bảo thì cũng rất cảm kích về vấn đề đó. Nhưng mà tuy nhiên là có những cái là Bảo vẫn không nói ra được đúng không? Nói với người cha mẹ mình em hay ít khi em nói là con thương ba mẹ đó. Khó nói, nó có một cái gì nó ngẹn ngẹn không nói được. Anh nghĩ nhá, cái việc mà mẹ có mặt ở đây này, hay là cái chặng đường mà mẹ đã cùng Bảo trải qua, anh nghĩ là mẹ xứng đáng có một lời cảm ơn chân thành và trực tiếp. Chỉ là một lời chia sẻ hôm nay thế nào, hoặc là như là anh Tuân vừa nói, một lời cảm ơn, thì hy vọng là Bảo có thể thoải mái ra. Đây, được mặt đây. Đám nha. Diễn, đóng phim. Dễ thương quá à. Cảm ơn mẹ, hôn cái. Ủa là vậy thôi đó hả? Mà em, hai mẹ con em nó giống nhau đó. Tính rất là bướng với lại không thích thể hiện cảm xúc. Còn bây giờ cho em hỏi chị một cái câu này nhá. Từ lúc mà chị nuôi Bảo từ hồi bé đến lớn, cái điều nào ở Bảo làm chị tự hào nhất mà ai nhắc đến là chị cũng muốn khoe cái đó? Nói chung là từ nhỏ tới lớn này con đi học cũng học giỏi là mình tự hào. Cứ học từ nhỏ tới lớn là toàn là giờ học được học bổng, giờ được học giỏi á. Từ lớp lên lớp 1, học lớp 1 tới lớp 9 luôn. Bắt đầu lên lớp 10 là tự nhiên bỏ học cũng buồn, cũng la con, tiếc cũng lắm, nói buồn. Tiếc lắm chị ơi. Nhưng mà giờ cái chuyện của nó, như nó chọn thì mình phải chịu thôi. Nó tánh nó ngang bướng lắm, lì lắm. Nói chung bây giờ có chia sẻ cho cộng đồng với lại phụ huynh đó, thì con nó đã có giới tính như vậy rồi thì thôi cũng chấp nhận thôi, chứ đừng làm khó con, tội nghiệp cho con. Chứ làm khó làm cái gì, đã nó đã trời sinh tánh mà thì làm khó làm chi. Nghe dễ không mà không phải ai cũng làm được cái điều đó, công nhận. Con xin đại diện cho những người trong cộng đồng cảm ơn cô rất là nhiều vì cái sự thấu hiểu này. Và cũng xin chúc cho Bảo trong tương lai sẽ phát triển được công việc như mình mong muốn, và đặc biệt là hàng ăn của Bảo sẽ được phổ biến rộng rãi trên khắp cả nước mình luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi. Có định kiến như vậy. Tại vì em thấy là anh rất là trung thủy luôn, và đặc biệt là anh rất là nghiêm túc trong cái mối quan hệ của em. Và là em có ghen bao giờ với anh ấy không? Dạ không luôn. Nghĩa là anh đó luôn chứng tỏ là cái việc là chỉ có một mình em, và hầu như là tất cả các biểu hiện hay là cái cách mà anh đó gọi là giao tiếp với những người xung quanh cũng có khoảng cách khi mà đi chung với em như thế nào đó. Và hầu như là những cái gì mà anh nó có thể show up ra hết được là anh nó cho em biết được hết. Rồi, anh cần một cú twist là tại sao chia tay? Em cũng biết. Một cái điểm mà hầu như là các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại em thấy là đang gặp phải rất là nhiều, có nghĩa là ở một cái độ tuổi quá trẻ, như em lúc đó thì chỉ mới có 17-18, và một cái độ tuổi là khoảng hơn mình hơn 20 tuổi, thì nó sẽ có cái khoảng cách về suy nghĩ và cái độ trưởng thành. Lúc đó em quá trẻ con trong những cái suy nghĩ của em, và em quá gọi là bảo thủ trong những cái vấn đề mà mình muốn người ta phải làm theo ý mình, thì anh nó lại quá tập trung vào những cái việc làm việc, công việc, kiếm tiền. Dạ, và cái cách thể hiện tình cảm của anh nó cũng không đáp ứng được cái yêu cầu của em. Dạ, nên là đó là một trong những lý do mà cả hai im lặng
và dừng lại trong êm đềm luôn và không có một lời nói chia tay chính thức nào cả. Dạ, có gần cả hai người cùng im lặng và cái mối quan hệ đã dần nhạt đi. Thì vì em thấy là tức là đang im lặng với nhau luôn chứ vẫn không còn không qua lại với nhau sau đó. Sau đó thì đến hiện tại thì vẫn có nhắn tin hỏi thăm các kiểu, lâu lâu là hai người vẫn nhắn tin với nhau. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì người ấy vẫn có một cái gọi là có một cái mối quan hệ rất là hạnh phúc luôn. Thì em thì sao? Dạ em thì chưa, em còn nhiều cái đau ở đây này. Dạ đến thời điểm hiện tại khi em nhìn lại cái mối quan hệ đó thì em cảm thấy rằng là ngày xưa tại sao mình quá trẻ, cũng là cái suy nghĩ mình quá trẻ trâu, là quá có suy nghĩ mình quá là non nên là mình không có đủ cái sự trưởng thành để mình quen cái mối quan hệ đó. Nếu như mà lúc đó em có thể được hiện tại thì chắc lúc đó em sẽ quen được tới bây giờ. Em có tiếc không? Dạ nói tiếc thì cũng tiếc nhưng mà cũng không hẳn. Tại vì mỗi một cái mối quan hệ nó qua đi thì nó sẽ cho em được một cái bài học trong cuộc sống. Dạ. Thì anh đó là trong cái mối quan hệ em có được nhiều cái kinh nghiệm khi mà quen người trưởng thành. Em biết rằng bản thân của em còn quá trẻ, bản thân của em suy nghĩ của em vẫn còn non nớt quá. Nên là từ khi sau khi chia tay anh ấy xong thì em bắt đầu tập cho mình những cái thói quen và là những cái cảm xúc và là nó trưởng thành hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng nhờ mối quan hệ đó mà những hai mối quan hệ sau này thì em lại khắc phục được những cái điều mà mình đã gặp phải trước đó. Nhưng em lại mắc những cái điều mới. Dạ vâng, đúng rồi, vẫn mắc những cái điều mới. Có gì mắc những cái điều gì chị mới nghe? Có nghĩa là khi mà mình đã bắt đầu suy nghĩ trưởng thành hơn, mình đã gọi là có những cái suy nghĩ nó thoáng hơn về những mối quan hệ trước và làm cho sau này, thì chính từ những cái suy nghĩ đó nó lại khiến cái mối quan hệ sau này nó lại trở nên, nó lại vào một cái khu của nó. Ủa, nhưng mà không, cho lắp bắt là xíu nha, là cái lúc mà quen nhau một năm đó, có lúc mà quen nhau một năm là sau khi mà em đi về nhà của em rồi, thì lúc đó ba biết là em đã quen rồi mà em đã đi lên trên này nó rồi, thì có lúc đó còn bị đánh không? Hay là trước đó thôi? Trước cái lúc còn đi học. Trước lúc còn đi học là đang còn đi học không? Trời, em đi chơi và kiểu như đi học là đúng 5 giờ. Cái trường em rất là gần nhà, chạy về tầm có khoảng 2-3 phút thôi. Mà đi học thì 5 giờ, cho 5 giờ ra luôn á. Ba cho 5 giờ 15 giờ đến nhà á. Ba có nói luôn cho là 5 giờ 15 giờ đến nhà luôn á. Mà mỗi lần đi học về kiểu như đi chơi á, hai đứa đi chơi nó bị qua đỏ, qua sông á, với lại nó đi trễ, kiểu như mà gặp được phút nào nắng lên phút nào thì hai phút đó đúng rồi. Kiểu như em đi về em sợ bị lam, đi chơi là căng từng phút luôn á. Anh nên đưa em về đi mà thôi, em kiểu như em điện nói với ba là em đang ăn với bạn đi, kiểu giống như nói gì đó, thì nói như vậy là càng bị đánh hơn nữa. Nhưng tại vì ba không cho đi. Thời đó giờ ba khó ha, mà ba chấp nhận hai người cưới nhau là một cái chuyện thật sự luôn rồi. Không thể, có nhiều không, người không thể tin được đúng rồi, luôn á. Em không dám suy nghĩ tới luôn á. Em nghĩ là không có đâu. Em nghĩ là chắc không được ba chấp nhận đâu. Không ngờ là ba là người ngỏ lời nữa. Nhưng mà cuối cùng thì bọn em có biết được lý do gì mà xoay chuyển được cái suy nghĩ của bạn? Em nghĩ là chú Năm với lại cô Út thuyết phục nhiều lắm, gọi điện cho ba. Tại vì chú Năm với Út là sống ở trên Sài Gòn, kiểu như cái người ta thoáng hơn, kiểu như nói với ba xã hội bây giờ, thời đại bây giờ nó đã tiên tiến rồi, nó không còn kỳ thị gì nữa, rồi từ từ ba mới chấp nhận. Và cái trong lúc đám cưới á, trong lúc chuẩn bị đám cưới này nọ thì có cái kỷ niệm nào vui không? Kể nghe đi. Người ta đám cưới á, thường á là chú rể là không có qua nhà cô dâu đâu. Nhưng mà không biết sao đưa em về bên này xong là che rạp cũng qua, thì đúng quá đúng không? Đúng rồi, em chỉ giống như là em ở bên nhà chồng không à. Tổ chức đám cưới là em chỉ về sát cái ngày che rạp bên nhà em thôi, là có mặt cô dâu ở nhà thôi, chứ em che rạp là không có về ở luôn thôi. Trời chứ ơi. Em cũng không có về nhà nữa. Thì đưa em về xong rồi là ở dính bên này luôn. Ở này luôn tới để chừng nhà hai đứa là tới chừng nào mà giống như là bên đàn trai che rạp nó chạy về bển chỉ người ta che thôi, xong lại chạy về bên này nữa, chạy về đàn gái nữa. Mà ở chỉ biết đám cưới ở quê vui lắm. Như là cháo đêm là nhà tự nấu nè. Rồi làm cá đúng một rồi. Con cá cha rất là bự như này nè. Là chồng em từ hồi đó giờ chưa làm động bất kỳ một thứ gì luôn. Em nói thật sự rất là lười, không làm bất kỳ một cái gì luôn, nhưng mà bất lười là bữa đó là nhảy vô làm một con cá bự như vậy nè. Ở quê em Đồng Tháp là cá cha bự lắm.
bự lắm, bự có lớn đâu mà mình cái tướng mình nó hơi bự đi. Ngoài chùm hổm mặn con cá lần đầu tiên kỷ lục luôn, nhưng mà mặn cá rất là đẹp, rất là sạch, ai cũng khen hết. Rồi quan trọng nhất trong đám cưới, ngoài hạnh phúc của cô dâu chú rể còn là quà cưới. Lúc này cũng hỏi anh thì cũng quan trọng à, nghe chia sẻ xương xương luôn. Quà cưới của em hả, thì nếu mà tính hết luôn á là hơn 52 cây vàng á. Chưa tính mẹ cho là mẹ cho 52 cây vàng, với lại là hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 1 tỷ là 2 tỷ. Với lại chị Chính thì cho 2 lượng, 2 cây. Chị Tám cho 1 cây. Chị Sáu cho 1 cây. Chị Sáu rồi cho 1 cây hả? Rồi chị Tư Hà Kiều Anh á là cho em 1 tỷ rưỡi. 500 triệu tiền mặt với lại 1 tỷ sổ tiết kiệm. Cưới, với lại con cháu rồi cho cũng nhiều lắm, cháu ba rồi cho tiết kiệm, dạ dạ ba cũng số tiết kiệm, mỗi cũng 1 tỷ chứ tầm 60 mấy cái vàng, với lại mình thứ năm 2 lượng vàng, 2 lượng vàng kiểu là tự dưng cái em ngọt nghe đi cái gì, tự dưng em đám cưới, cưới xong hai đứa giàu nghe, cưới xong hai đứa giàu luôn, em ngọt nghe là đang trước khi cưới là phải bôn ba này nọ ha, cưới xong về ngồi không, cưới xong có tự gì về ngồi không luôn. Mà trong khi hả em với ông Bin hả cưới nhau này nọ các kiểu rồi cũng nói cùng là hai đứa tự làm mà không, hai bên chúng họ cho số, cho vui thôi á, mỗi người mỗi số thiệt chứ. Trời ơi sao mà em là đám cưới là em đeo vàng, nếu một bộ kim cương bông tai với lại bông tai, hai chiếc nhẫn cưới kim cương, một chiếc nhẫn lẻ kim cương, dây chuyền đó. Trời em đeo đợt đó là nếu tính theo mà, tại vì em nói với mẹ chồng em á, mẹ ơi con không có thích đeo kiềng mà đầy lên tới cổ đâu nha mẹ, con mẹ làm cái gì mà tối giản đến mức có thể đi, em sắm cục cục lắm, đừng có sắm nhiều, cái con không thích đeo gì, con thích đeo nhiều gì thì mẹ mới sắm một chiếc là 5 chỉ ha, chiếc một cây 5 chỉ, một chiếc 5 chỉ một nhưng cây, nhưng mà nó xỏ thành nhỏ thành một chơi, cái mình sâu xỏ vàng thành gì nè, đeo lên mà 52 là nó tới 2 ký lần, đeo xong giờ cái cổ em nó bị lát luôn, nó bị trì xuống như này. Em ơi cái điều mà lát đó, ai cũng gì, không muốn gì là lát cổ chứ ai cũng ước hết em thôi, nhưng mà cái đó là cái may mắn được biết của hai bạn mà đã có trong cái nhà hạnh phúc, cái đó cũng là một cái số vốn mà để hai bên gia đình cho hai bạn làm ăn thì ráng phấn đấu nhá. Okay. Bỏ vốn nó gửi tiết kiệm ngồi xài lần lần. Thôi giờ mình trở lại với tuổi thơ nè. Yeah. Cái lúc mà anh Bi phát hiện về cái giới tính của mình á, về cái mà mình thuộc cộng đồng LGBT là từ khi anh mấy tuổi? Nếu mà để mà phát hiện ra thì chắc trong bụng mẹ quá. Kiểu như từ nhỏ là đã. Vậy luôn hả? Từ nhỏ là đã ăn mặc con trai, cắt tóc ngắn, nhuộm tóc vàng nữa. Rồi mặc con trai vẫn lấy tóc vàng hả? Sửa xe nữa, đúng rồi, chơi đồ chơi con trai rồi đẻo kiếm mà. Mặc đồ con trai không? Đồ con trai thì không hẳn đồ con trai, nhưng mà kiểu như đi đồ hơi cá tính xíu. Đúng rồi, mẹ mà dẫn đi mua đồ là lựa cái mẫu nào mà nó nam tính. Nam tính giúp trong cái đó thôi. Có bao giờ một đồng quấy bị mẹ bắt? Dạ không. Không hả? Nhà tính là nhà thì cũng thoáng ha, cũng dễ. Tại vì có một người đã giống như nghe rồi. Đã có mang rồi. Chị Hà Kiều Anh đó. Chị Hà Kiều Anh là tham gia chương trình này rồi đó hả? Dạ. Chị Hà Kiều Anh là chị của chồng em. Là chị ruột hả? Chị ruột. Ôi trời, trời ơi. Ơi, giờ mới biết luôn đó. À, trời ơi. Là nhà nó mà giàu đều vậy trời. Giàu đều. Wow. Trời ơi. Ơi, vậy là cái khi mà mình mà đi học á, là sẽ có thời cấp 2, cấp 3 sẽ có bắt mình mặc áo dài đó. Thì không biết là Bi có bị không? Giờ trường cũ là năm lớp 8 thì bắt đầu mặc áo dài, nhưng mà không, em nói dối với mẹ là mẹ chuyển trường cho con đi, trường bên kia đạt chuẩn quốc gia, học tốt hơn, điều kiện tốt hơn, cái mẹ cũng như là mẹ chuyển cho để không tránh được thêm 2 năm áo dài nữa. Sang năm cấp 3 thì mặc áo dài, nhưng mà kiểu mình được vô đoàn á, thì chỉ mặc 3, 5, 7 thôi. 2, 4, 6 mình mặc áo đoàn. Có mặc không? Có mặt. Nhưng lúc đó còn tóc dài hả? Dạ tóc ngắn rồi. Ủa? Là năm bao nhiêu là mình đã cắt tóc ngắn hơn? Năm lớp 7. Trời ơi! Sao mình lên trend nhanh như vậy? Sớm ha? Nhưng mà gia đình biết cái lúc đó thì gia đình có phản ứng như thế nào? Năm lớp 7 thì em nói là
mẹ ơi nực con nực quá à, cho con đi cắt ngắn lên chút xíu thôi. Cắt như vậy hả? Bước một cái lên tới đây nè. Tới đây. Ờ tới đây thì cũng tới đây. Cái từ từ thôi. Cái từ từ cái đẩy sát lên luôn. À đẩy từ từ lên đúng không? Rồi. Thì cái lúc mà đẩy từ từ lên như vậy thì ba mẹ mình như thế nào? Về bất ngờ. Ừ. La phản ứng đầu tiên về bước ra trước cửa nhà sẽ là sao? Bất ngờ la. La kiểu như muốn quýnh luôn như vậy. Rồi sao nữa? Nhưng mà cảm xúc tình người đi về mẹ chứ. Mẹ hả? Nhưng mà mẹ cũng thương, kiểu như cũng biết tính con từ nhỏ rồi, chỉ la chút xíu thôi. Có khóc không? Mẹ không, mẹ không khóc đâu. Mẹ mặt mẹ ha, còn ba? Ba em mất rồi. Xin lỗi nha, mẹ em không biết. Rồi khi mà gia đình thấy mình bắt đầu có cái sự chuyển hướng rất là mạnh mẽ như vậy dạ. Thì có cái hành động nào thuyết phục mình là để quay về để tóc dài nó bảo ứng khá? Có mẹ rồi mua chuột nhiều lắm. Kiểu như là mua chuột con đợi tóc dài đi, mẹ mua vàng, mua điện thoại, mua xe cho. Thì em cũng hứa. Nhưng mà kiểu như để mà nó hơi phủ bát một xíu là đẩy lên nữa rồi kiểu như để bắt đầu là nhắn tin lại. Mà đến thời điểm hiện tại luôn em và bạn vẫn không kết hệ với nhau. Nhắn tin Messenger, nhắn chứ Facebook hay không kết hệ. Dạ, thì nhắn tin lại sau đó nói chuyện nhiều hơn nhưng em vẫn có khoảng cách với bạn. Dạ, thì trong lúc mà bạn nhắn tin với em khoảng 1-2 tuần đó, thì bắt đầu em mới hỏi bạn đó là bạn có dự kiến thế này không? Đã dừng lại hay là vẫn còn đang quen thì bạn kia là vẫn không quen. Nhưng mà buồn cá là cái âm kia lại không được gia đình của bạn chấp nhận. Thì em cũng gọi là em suy nghĩ tiêu cực xíu thôi là do bạn không của em. Tại vì mọi người đã quá quý em nên là mọi người lại không thích cái bạn kia. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cả nhà đều nói rằng nó là tại vì bạn nó có nhiều cái cả nhà cũng thích, chứ không phải là vì bản thân của em tiếp xúc nhiều với mọi người nên là mọi người không có tình cảm gì với bạn kia. Dạ. Thì bạn nó kêu là bạn nó còn cả bên kia nên là em sợ. Xong bạn hỏi em là gọi là nói chung là cả hai người cũng có nói chuyện qua lại cũng muốn quay lại. Thì em có đặt cho bạn hai câu hỏi giống như tôi nói là phải chắc là phải trăn trở lắm về cái việc là lúc bạn làm tổn thương mình và đến thời điểm hiện tại thì bạn phải xin lỗi kiểu như vậy. Thì có là sau khi mà nói chuyện lại thì bạn chia sẻ hết với em về những cái vấn đề mà cái ngay cái thời điểm đó em và bạn gặp phải. Thì bạn kêu là cái cách em quan tâm không với bạn không đúng, cái cách mà em thể hiện với bạn nó không đúng. Bạn là người thích sự tự do, thích không gian riêng, nghĩa là bạn không thích bị kiểm soát, bạn muốn làm cái gì là cứ làm. Mà em thì là một cái người khá là quan tâm và quan tâm kiểu như là ví dụ như tôi đi nhậu 10, một tuần 7 ngày tôi đi nhậu 7 ngày, nhưng mà em